xanh 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 trời mây, ông sáu ông hai thắm tươi trên môi nụ cười. Hò hơ 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 hơ, hò hơ chân trước chân sau sang trái sang ngang, lắng nghe bao câu chuyện cười. Cô sáu cô hai ông hai bà bảy bà tám ông mười, cậu út phương nam rập ra rập rình thì tha thì thúc vợ khóc vợ cười. Chân trước chân sau sang trái sang ngang, lắng nghe bao câu chuyện cười. Hai phương nam vui lắm à nghe. Nghe gió lồng bồng bồng thênh thênh, len đất dòng là mầm đậu lên nè. Sáng nay nắng ấm trời lên, đồng xanh là xanh sắc lá, mắt em hay sắc trời, tan tình tan tinh tình tan. Ở đâu anh đến một mình, không quen mà không biết nè, cứ nhìn người ta, ha 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 ha. Sao? Gì vậy sao? Ê anh nè. Biết. Ừ. Đứng xa nhìn không rõ, tới gần thấy cái mặt là biết tỏ là ai rồi ha. Về đây làm chi hả? Ông bỏ tôi ông đi đâu nổ 10 năm nay rồi, giờ ông về đây làm chi? Giác cái mặt về đây làm chi? Sao? Sao ơi, anh hối hận lắm mà Sao ơi. Bây giờ anh không còn chỗ nào đi nữa hết, anh chỉ biết quay về bên người yêu bé nhỏ của anh. Gì? Người yêu bé nhỏ? Mở miệng ra thấy mắc cỡ hả? Có gì đâu mắc cỡ. Vậy chứ hồi đó cái thằng nào, cái thằng thằng cờ hó nào? Cờ hó là gì? Là thằng thằng cẩu á. Thằng cẩu không lẽ là thằng chó hả? Ừ thì tôi né cái chữ chó rồi, tội nghiệp con chó chứ, giết với con chó tội nó chứ. Đúng rồi, con chó dầu gì nữa nó cũng đâu có đẹp đâu. Mà nó trung thành. À, nó có bỏ tôi đi 10 năm. Ờ à, thôi vậy cũng được. Có nhiều khi nó cũng lượng được nó bỏ đi hoài gì. Thì đó ông đó, ông cũng giống vậy đó. Hả? Ông bỏ tôi đi 10 năm. Rồi cái hồi mà ông đi theo cái con mà hồ ly hô ha ha của ông đó. Ủa cái con đó đâu phải tên hồ ly hô. Ủa vậy tôi hỏi ông nè, một cái người mà đi giật chồng người khác có phải là hồ ly không? Mà con đó nó có hô không? Có hô nhẹ. Thì đó hồ ly hô mà lúc nào gặp tôi nó cũng cười ha ha lên cười hồ ly hô ha ha. Đó tôi đặt nó vậy được không? À, được. Lúc đó bảnh tọn lắm mà. Nói tôi làm sao? Trời ơi, không bao giờ, không bao giờ năm này đặt chân về cái đất này, không bao giờ năm gặp sáu nữa đâu. Ông từ mặt tôi mà. Ừ? Nhưng mà sao ơi, bây giờ anh thân tàn ma dại, em thấy anh giờ anh khổ lắm rồi. Ông ma dại hả? Ông ma bư thì có. Ông thấy ông có một khúc mà dài em chà bá không? Tại vì mấy nay buồn quá ráng ăn để bù lại. Em biết không, bây giờ con hồ ly hô đó, nó đã theo, nó theo trai trẻ rồi, nó theo phi công mà nó bỏ trai già rồi. Nó đang hưởng thụ một trời xa đầy hạnh phúc. Ở nơi đó hồ ly hô và con cáo để là cái con cờ hó già khổ. Anh chỉ về lại bên em thôi. Thôi làm ơn bớt dở cái giọng đào kép dụ dỗ tôi đi, đừng có lấy điệu hò câu hát ra dụ dỗ tôi. Bây giờ tôi già rồi, tôi suy nghĩ kỹ rồi chứ không phải còn như những năm về trước đâu nha. Sao gì? Ê ê, anh đang nghĩ mà sao? Đi ra đi. Đừng đừng đánh đàn ông khổ dù chỉ là một trái mớp. Trái mớp? Mớp. Mớp. Tôi đọc hồi đó giờ quen là mớp. Thôi mớp mớp gì kệ ta đi. Bây giờ tôi không có nói nhiều, tôi không chấp chứa ông vô cái nhà này. Ông làm ơn đi giùm tôi một cái, có đi đâu thì đi, đừng bao giờ bước về cái nhà này giùm tôi. Được rồi, nếu sao ra nói như vậy thì anh chỉ có một con đường là chết thôi. Anh sẽ chết cho sao vừa lòng. Thôi mà anh sẽ chết cho sao. Thôi đừng, anh đừng có chết mà. Nên đừng có chết. Phải chết mà được. Không đừng có chết vô nhà tôi, nó xui lắm. Mất công người ta tới đây người ta lấy chứng cứ rồi tôi phải làm giấy báo tử rồi. Mất công ma chai đồ nọ tốn tiền lắm, tôi không có rảnh đâu làm gì. Được rồi, sao đừng nói vậy. Cho dù có chết tôi cũng bây giờ nhờ sao bất cứ điều gì, cũng không làm phiền sao điều gì đâu. À vậy đi. Nhưng mà tôi thà là tôi sẽ chết ở tại đây.
Tôi phải chết ở đây để chứng tỏ tình yêu của tôi. Ê, ông bớt liền nha, ông bớt liền nha. Cái bàn này nó bằng nhựa, tôi đập là sẽ bánh. Cái ghế này nó cũng chịu không nổi đâu. Cái gì nữa? Sao cho tôi mượn người sao đi, tôi đập. Thôi nha. Trời ơi, có ai cứu tôi không vậy? Đứng im đi, tôi mới đập được. Sao rồi sao? Nói bé Hồng à. Dạ. Đông tôi xì rượu với dễ mồi. Rồi lấy rai. Anh Tư hả? Tặng cái mướp nè. Về nấu canh ăn, chờ em xíu nha. Để chiều nấu canh đi. Ủa sao? Dạ. Sao sứ mệnh nay có hiện tượng lạ vậy? Kẻ hành khất. Đừng có quan tâm. Cái người hành khất đó, người ta xin ở thị trấn chứ ai mà thủy hôn của gái mình mà cũng vô ăn xin nữa. Hết thời rồi. Người có thấy mình nặng nề lắm không? Tôi nặng nước nó bớt nha. Nặng lắm á, từ đĩa. Tao nè, từ đĩa. Từ đĩa nghe. Nghe. Từ đĩa nghe. Đi coi. Năm lựu đạn. Trời ơi, bao nhiêu năm mới gặp. Năm lựu đạn này, ôm đi coi. Ôi trời. Thôi xin lỗi. Mình tưởng là hành khất giang hồ, tưởng là mấy người ăn xin ăn mà bố thí. Sao thế này, sao khỏe không? Khỏe hả? Mà sao, ơi. Sao tàn tạ vậy nè? Tôi giờ sâu tôi khổ lắm, tôi đi. Khổ hả? Tôi đi ra ăn bên giùm tôi một cái đi thôi. Bước ra, để tao buôn bán. Khoan. Dạ. Nó khổ mà sao rồi? Thôi kệ. Anh Tư, đây nè, rượu của anh. Dạ. Ở này mồi, anh cứ về bển thì dạ cầm chai mướp luôn đi anh. Về nấu canh, lát em qua em nấu cho anh nha. Cầm cái này về chút xíu nữa em dẹp hàng xong cái em qua bển cái em nhậu với anh cho có bạn đói ẩm. Nhậu mình buồn. Chứ bộ hôm nay chị Sáu không có bán quán là sao mà qua nhậu với tôi kìa anh Tư. Anh Tư sao vậy? Hôm nay tự nhiên cái đổi cách xưng hô có người lạ vô cái anh đổi cách hả? Lạ gì? Mấy quen mà, bạn luôn hả? Nhưng mà lâu gặp là lạ. Hiểu không? Anh Tư kêu em vậy sao được? Hôm bữa anh kêu em là ấy ơi, đằng ấy à. Sao hôm nay tự nhiên kêu bằng chị? Nhưng mà có người ngoài thì kệ người ta. Vậy đằng ấy không có quán nữa sao mà đi qua nhậu với tôi? Buôn bán sao mà quan trọng mà cái chuyện nhậu nhẹt cho có bạn đói ẩm chứ. Nó nghe nè. Vậy là giờ hiểu rồi đúng không? Ấy ơi đúng không? Đúng rồi. Đây là ứa à đúng không? Ấy ơi, ứa à. Còn mày nữa. Ê, mình là bạn mà mới ôm thịt được kêu mày tao mới tới kỳ lắm. Không, bây giờ tao nói mày nghe nè. Bây giờ là không còn là bạn bè nữa ha. Mày nhớ tao xưa không? Tao rất là nổi tiếng nha. Đây, năm lựu đạn. Biết nhưng rồi. Mà nổi danh là năm công tử nha. Phải không? Mạnh hơn mày nhiều phải không? Mạnh hơn bắn mặt mày nhiều nha. Mày nói nữa tôi dỗ hết râu mày cắm xuống dưới chân ngoài. Ngoài. Trong vòng 10 năm qua tôi đi hành tẩu giang hồ ha. Nhưng mà đây là giang chiếu hey. Đây một bên là không tao dỗ hết mặt mày bây giờ ngoài. Một thằng ha, ốm nhôm xíu quách, thèm mở cái bù vô cho người. Tôi phiên ra cho mập đẹp rồi đúng không? Còn bà. Gì nữa? Tôi nhớ hoài à, bà hay nói tôi, anh ơi em đi hút mở bụng nghe. Để nó đẹp rồi đồ. Bây giờ muốn truyền mở nhân đạo à? Hai đứa muốn đến với nhau vậy phải không? Hả? Bữa nay tao quyết định xử tụi bay luôn. Cái gì? Lỡ rồi, trong 10 năm nay tôi thèm lắm rồi, tao thèm cái gì rồi lắm rồi. Tao sẽ uống rồi bắt đầu tao lấy khí thế cho hai đứa tụi bay luôn ha. Đưa đây. Cái gì vậy? Này nha, rượu này á là từ tiền mà ra. Thì giao cho những người có tiền. Còn không có tiền là phải có tình có nghĩa. Chứ không có giao cho cái thứ chó. Ê bậy, không nên dùng từ chó. Cái từ hồi nãy cái gì cơ hó đó, dùng từ cơ hó đi cho nhẹ nhàng nè. Hai ba. Không giao cho cái thứ cơ hó. Đó, đúng rồi, cơ hó, đúng không? Nhưng mà cơ hó này thí dụ như giờ không có tiền trả thì đi thêm 5 năm nữa quay trở lại trả góp vẫn được. Sao không? Năm là năm bánh tỏn nha. Nha, năm công tử nha. Dẹp. Biến qua mình này. Thôi được rồi. Cái gì? Giờ Sáu đi qua nhà hàng Tư Đế nhậu đúng không? Đúng. Hiền thê. Cái gì nữa vậy? Hiền thê cứ qua nhà của tình địch để mà nhậu đi. Năm tôi sẽ ở nhà để làm thân châu mã để mà ở nợ để bù lại 10 năm qua khiến cho Sáu mất mát đi tình cảm, bù lại tình cảm vợ chồng 10 năm qua. Đi. Cái giọng nó nói là đúng là năm lựu đạn nè. Đó thì cái giọng đó tôi mê đó. Hồi xưa là vậy nè. Em mê đó. Mà em bỏ rơi anh nhớ không? Em làm anh thất vọng biết bao nhiêu lâu nay, thương quá hả? Bởi vì thôi anh nè, anh cầm chai rượu đi, về nhà chuẩn bị mâm đàng hoàng rồi chén dĩa đó, lát em qua em nhậu với anh. Ê bớt giỡn nghe, nãy giờ nói giỡn chơi nha mà thành là đi qua thiệt hả? Ủa cái gì nè thông báo cho mày biết nha, tao đi 10 năm nhưng mà chưa ký giấy ly dị. Ê. Thì có nghĩa là trên danh nghĩa là đây vẫn là vợ chồng, mày không có cửa nghe. Tư đĩa hả? Hả gì?
sách rau biết. Dạ. Thôi anh về trước đi, xíu em qua, xíu thôi, qua. Thôi sao đừng qua, tôi sợ ông đó, ông theo bánh chết tôi đó. Thôi. Xíu em qua. Qua đâu, bây giờ tôi đang nắm tay nè, qua đâu, em không thể nào mà buông tay tôi được. Buông ra. Buông ra. Đau. Không biết đau hả? Sao? Ơ là từ phu phu trương, bảo kiếm sắc phong lên đàn. Má Sáu ơi, sắp bên trán sâu á, con giao nha. Lần này cháy hàng quá, hết hàng rồi. Rồi giao hàng thì để đó đi, bà Sáu bà không có nhà đâu. Ghe chiêu cà mau đã cắm xào trên bờ kinh ngã bay. Sao cô gái năm xưa chẳng thấy ra chào. Cửa trời ơi, có... nãy giờ chú ca hả? Chứ ai? Hay dữ quá trời. Ai đây? Giao hàng hả? Để đi. Chú ra vậy? Sao chú nằm nhà bà Sáu? Ngồi trong quán rồi bà Sáu đâu? Ê, tôi không phải coi quán nữa nha. Tôi... chồng bà. Cái gì vậy trời, nói lùm la. Trời đất ơi, tùm lum la gì? Tôi chồng bà rồi nói chồng bà chứ tùm lum la gì? Trời đất ơi, chồng hả? Ừ. Nè, chú biết tôi là ai không? Ai? Tôi là con nuôi của má Sáu. Trời, ghê vậy? Má Sáu quá là quý tôi. Má Sáu coi tôi như con ruột vậy á. Tất cả những quyết định trong căn nhà này do tôi quyết định. Thấy tôi quan trọng chưa? Quan trọng quá ha. Rồi là ý là con nuôi đúng không? Chứ gì nữa. Nhưng mà cũng không quan trọng bằng tôi là chồng. Không? Có nghĩa là tôi giống như là chủ quán đây. Không? Đó, vậy đó. Chồng. Ừ. Không nghe danh tôi hả? Nghe danh tôi chưa? Có phải chú Năm... Năm lụ đạn. Đây, Năm công tử là tôi. Trời ơi, chú. Đau vậy? Chú Năm lụ đạn. Ờ. Con thích chú lắm luôn á. Hồi xưa có phải là chú làm trong đoàn hát đúng không? Trời đất ơi, chứ còn gì nữa. Quá trời nổi tiếng, con nghe cải lương hoài à, con biết. Đây nè, chú không nói dốc gì với con. Chứ thời mà chú đi hát hả, cỡ ông Thanh Tuấn đó nghe, là kể như là đi chỗ khác. Ghê dữ vậy. Không biết ông Út cậu không? Sao chú? Nghe chú hát xong ông giận quá, coi như ông chết luôn. Chết luôn. Thấy chưa? Ừ. Trời ơi, chắc chú nhiều đào lắm ha. Trời ơi, nhắc về vụ đào á con, tao nói là xếp hàng dài cả cây số. Yeah. Trời đất ơi, thiệt mà. Ôi, muốn kể về ba cái chuyện đó thì phải có người chỉ đường con ơi. Ủa, chỉ đường làm sao? Dẫn đường á, là có phải dẫn... Đó, cái bịch bánh tráng nó dẫn đường đó. Đó, cái bịch đó đó. Trời ơi, tưởng cái gì? Nè. Đó. Nhà con có đầy rồi. Công nhận đói gì ăn cũng ngon. Bấm bê ha, thần thiếp xin hầu hạ người. Đang làm gì vậy? Con đang diễn á. Đóng cái lương á hả? Dạ. Trời đất ơi, bị dân rượu kiểu này bà nội bệ hạ chạy mất mẹ luôn. Con á, phải có nhiệm vụ để mà nói lại cái tình xưa nghĩa cũ của tía với lại má Sáu, hiểu không? Nói lại cái sợi dây tơ hồng á, hiểu không? Để cho tía với má được ở lại với nhau, thấy chưa? Bởi vì tình xưa nghĩa cũ ân tình, tơ hồng còn đó cuộc tình quyên ương. Nhớ chưa? Trời ơi, tưởng chuyện gì, tía đừng lo. Con sẽ kết nối lại dây tơ hồng cho tía má. Ủa, có cháu Hồng đây hả con? Chào chú Tư. Miễn chào. Sao ơi, Sáu, đông cho tôi xì rượu Sáu. Xin lỗi, không ai rảnh để mà đông rượu ha. Đía làm ơn đi chỗ khác, đía mua rượu giùm đi tía ơi. Đía thôi chứ không có từ đía hả? À, đía, hơi lẹo rưỡi chút, không ưa hơi lẹo rưỡi. À, nếu vậy thì đía nói cho Đặn nghe nha Đặn. Ừ. Đía chỉ mua rượu của Sáu chứ không có hề hớ gì tới Đặn hết á. Đặn ngồi yên đó đừng có nổ. Chứ cái gì vậy? À, đổ rượu, xin lỗi, đổ rượu cho. Nó nghe, biết sao từ hôm qua bước chân về đây á, hiểu không? Là coi như là mình là chủ nhà rồi, thấy không? Mà đã chủ nhà có nghĩa là chủ quán rồi.
mà chủ quán là thích bán cho ai bán, không thích bán thì nói chung là nói thẳng là không thích bán cho đĩa, là cho nên là đĩa ra chỗ khác mua. Không hợp thì thôi. Chứ Hồng, không có sáng nhà hả con? Thì đông cho chút xì rượu đi, về em đây mệt. Thôi để con đông. Muốn đi ngõ tắt cũng phải hỏi tía nè con nha. À, khi mà tía không thích bán cho ai là con cũng vậy nè con. Con kêu tía là gì con? Dạ tía. Tía là ai con? Tía là chồng của ai con? Nghe. Dẫn lỗ tai lên nghe nghe. Chú Tư ơi, con hết rượu rồi. Chà, bài thức thời cũng nhanh quá ha. Rượu cả can tắm còn chưa hết mà nói hết ha. Thích nói hết hả? Được rồi, không bán thôi. Chú Tư thông cảm cho con. Chú Tư biết á là con mê cải lương nhất cái xóm này nè. Hay là chú Tư ca lại tía con đi, rồi con cho chú nguyên can đó luôn. Trời ơi, không có cửa đâu con. Thôi, tưởng về, chứ nói về đóng kịch á. Các cái lương á, cái gu người ta đó. Thì chú thua người ta mấy chục năm trước rồi. Chứ không có cái khiếu đó. Bởi vậy mới bị sáu cô đơn mới rớt vào tay tôi đó. Không có rượu quá thôi. Mình nghèo mình chỉ về lấy nước giấm chế còn thì uống cũng được. Đúng rồi, uống đi. Uống đi một xương mau chết sớm chút xíu. Bởi tôi ghét mấy thằng mà tên chữ đờ. Đây cũng tên chữ đờ nè. Nhưng mà ta đàng hoàng. Không bao giờ mà tên cái chữ đờ này. Đạn, nhưng mà đạn là gì? Đạn là có thể là bắn kẻ thù không, mình có thể là bảo vệ đất nước không, còn mấy thằng mà tên chữ đờ tên đía là toàn tối ngày nó đía vợ ta không nè. Tối nay tía sẽ bắt đầu dạy con hát cải lương. Ai đừng sao sao sao. Thôi bây giờ để yên tía nhậu cho yên nha con. Dạ. Chết đi. Đồ thất bại, đồ thua cuộc. Mấy chục năm trước mày cũng là kẻ thua cuộc. Thời thế đổi thay, mấy chục năm sau mày lại tiếp tục thua cuộc. Mày tại sao lại thua cuộc? Mày thua người ta cái gì? Mày đâu thua người ta cái gì đâu. Chỉ có lời ca tiếng hát thôi mà. Tại sao không ca được? Thử xem. Cứ thử đi. Sao ơi thôi. Sao ơi sao bay về nơi đâu. Sao về sao đổ lưng trâu. Cùng ta cá trên đồng, quê hương đất thép thành đồng, mùa gối mùa quê hương thắm tươi. Ủa, có nghệ sĩ nhân dân nào mới nhập con vậy? Sao ca hay quá vậy? Trời ơi, sao ca hay quá vậy? Tiếp tục hộ con nha. Sao ơi, sao mà bỏ anh. Sao ơi, sao mà Sao mới qua hả? Sao bị gì? Nè, rượu đó. Sao bị gì sao? Tôi bị ông nhắc đó. Ông nhắc tới mà nhảy mũi muốn gần chết luôn. Đi dọc đường mà nhảy mũi quá trời nhảy mũi rồi. Mà tôi nói anh nghe nè, làm ơn đi. Cái nghề hát không phải là nghề của anh. Nghe, bỏ đi anh. Ôi trời. Thôi khoan vậy. Cái gì? Hỏi nè. Tính chấp nhận cho nội Ubix nó về ở chung thiệt hả? Thôi, rượu của anh uống đi. Đừng có hỏi tôi nữa, tôi đang rối muốn chết luôn. Lòng tôi bây giờ rối như tơ giò vậy đó. Đi không nở mà ở thì cũng không đành. Muốn dứt áo thì cũng dứt không được. Anh nói hay quá. Giỏi gì hồi xưa ngon giành giật với người ta đi. Có ngày đưa người ta vô thế kẹt không hỏi hoài. Tôi giành với không bằng cách nào? Thì bây giờ đấu võ đài với người ta đi. Trời, đưa vô cửa chết à. Vậy thì hát. Mà thôi đi, anh hát dở lắm luôn á. Bỏ đi. Chiếc chim xa rừng còn thương cây nhớ còi. Người xa người tội lắm người ơi, chứ thà rằng không biết thì thôi, chứ biết rồi mỗi đứa mỗi nơi. Mỗi đứa mỗi nơi đêm buồn sao ơi. Đó, anh nghe đó. Muốn dứt áo có được với ổng không? Xanh xanh trời mây, ông sáu ông hai thắm tươi trên môi nụ cười. Hò hơ 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 hơ, hò hơ 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 hơ. Chân trước chân sau, sang trái sang ngang, lắng nghe bao câu chuyện cười. Cô sáu cô hai, ông hai bà bảy,
bà Tám ông Mười, cậu Út Phương Nam, rập ra rập rình thì tha thì thúc vợ khóc vợ cười. Chân trước chân sau, sang trái sang ngang, lắng nghe bao câu chuyện cười. Hài Phương Nam vui lắm à nghe.